Khâu đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam được biết đến là loại hình văn hóa dân gian đặc biệt, có sự kết hợp sinh động giữa trang phục, biểu diễn và âm nhạc. Song có lẽ, sự kết hợp giữa khâu đồng với nghệ thuật hình thể, vũ đạo tuồng và múa đương đại là sự kết hợp không chỉ mang tính sinh động mà còn đặc biệt. Bởi lẽ trước đó, chưa có nhiều chương trình biểu diễn như thế này. Tôi xem lần này là lần thứ 3, nhưng mà đến bây giờ thì tôi vẫn cảm thấy rằng là nó rất là cuốn hút tôi. Tôi vẫn rất là thích xem bởi vì nó mang một cái nét văn hóa đặc trưng tâm linh của người Việt Nam. Khâu đồng ở các đền, các phủ thì mỗi một đồng cô sẽ có một cái múa khác nhau. Còn ở đây là kết hợp giữa nghệ thuật rồi cũng như khâu đồng dân gian. Thì như thế nó hoàn thiện và hoàn hảo và rất là hay. Đạo diễn của chương trình Tâm Linh Việt là nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Phúc Lưu Lan Hương. Ý tưởng kết hợp văn hóa dân gian và đương đại để đưa lên sân khấu lớn được nghệ sĩ Lan Hương ấp ủ 10 năm nay. Bởi lẽ theo chị, sự kết hợp này có thể phục vụ được nhiều đối tượng khán giả hơn. Năm 2006 tôi nung nấu ở trong lòng là tôi sẽ phải đưa cái đạo mẫu làm sao mà thấy được cái, tức là ngoài cái tín ngưỡng ra thì thấy được cái văn hóa, cái nét đẹp, bởi vì những cái nghi lễ của làm lễ rồi cái hầu hát văn nó quyện vào nhau, nó thành một cái gì nó thiêng liêng. Tôi rất muốn là thánh được cả thế giới này công nhận. Muốn được công nhận hay không thì phải đưa lên sân khấu và phải mang được cái hơi thở của cái đương đại, của hiện đại hiện nay. Đây không phải là lần đầu tiên hầu đồng được đưa lên sân khấu lớn phục vụ khán giả đại chúng. Tháng 2 vừa qua, loại hình nghệ thuật này đã được Ủy ban UNESCO Việt Nam đưa lên sân khấu rạp công nhân. Điều đáng chú ý là ở mỗi lần biểu diễn, số lượng khán giả đến rạp đều khá đông.